Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn khắc phục lỗi mà không thể gõ có dấu trên Win 8.1. Đầu tiên chúng ta sẽ xem một số lỗi cụ thể như sau. Chúng ta khởi động IE nhờ Google. Kỹ đây mình sẽ gõ có dấu theo kiểu Talet. Và ở đây thì nó IE của mình nó không chấp nhận, nó không hiểu là theo kiểu gõ theo cái bảng mã này, nó không cho chúng ta gõ dấu. Cái là thứ nhất. Trường hợp thứ hai là chúng ta khi tạo một cái folder mới trong cái ổ đĩa, đây gõ dấu chữ Nguyễn nó cũng không ra được, nó cũng không ra được. Thì nguyên nhân là do thứ nhất là ở đây mình đang sử dụng cái bộ UDK phiên bản cũ, UDK 4.0 RC. Cái bộ UDK này hiện tại là không tương thích với hệ điều hành 8.1, do đó chúng ta không thể gõ dấu được trên Win 8.1. Để khắc phục được thì đơn giản thôi, chúng ta sẽ bắt đầu tải nó về bộ UDK với bản mã mới nhất. Vào UDK và chúng ta chọn cái phần download. Ở đây chúng ta chọn bản, ở đây Win mình sử dụng 64 bit, nhờ đó mình sẽ chọn cái bản Potato không cần cài đặt. Đây nhấp vào chúng ta tải về. Rồi, sau khi tải về thì mình sẽ tiến hành giải nén và sử dụng cái phần đây, bộ 4.2 RC1 vừa tải về. Ta sẽ tiến hành giải nén. Thì trước khi tiến hành sử dụng phần mềm này, chúng ta sẽ phải tắt đi cái phần mềm UDK cũ và khởi động lại cái phần mềm mới. Ở đây chúng ta thấy là phiên bản mình sử dụng là 4.2 RC1. Tự test nha. Này chúng ta sẽ sử dụng cái folder đánh chữ Nguyễn nha, theo kiểu Talet. Ok. Đã được. Giờ mình sẽ test trên cái phần IE. Do IE là nó cài mặc định với Win 8 nên chúng ta sẽ thử cho nó. Đây. Giờ mình sẽ gõ chữ trường đại học theo Talet. Đã gõ được có dấu. Ok, thế là lỗi chúng ta đã được khắc phục.